mình chưa biết có cho hướng nào nữa. Today we're here with my dad, friend Khan, and my brother. And hopefully we get a lot of pompano today. Oh, my brother Khan. Chấp nhẹ nhẹ nó dí theo lại đó. Đó, he got it. Yeah. Xí cái ổ lại. Cá chim rồi. Xí cái ổ lại. Cá chim rồi. Quay cái giặt đâu. Đừng có giặt quay. Đây quay phim cho em. Dạ. Chim rồi, chim rồi. Không phải. Oh yeah. Chim ngon. Wow. Kéo hai cái luôn. First pompano. Quá dữ, vừa ra luôn. Chim vô rồi, chim vô rồi, chim vô rồi. Má vô càng rớt kìa. Kéo hai cái luôn, nó không nhả mà. Ờ nó hụt luôn xong cái hụt cái nào. Oh, he got another one. Ờ bác xuống đây. Câu đây, Khan, liền hướng này Khan. Maybe I should change it because right now I have heavy chick. No, you need an 8, yeah. Lấy xuống này nè, ở theo nữa Khan. Quá dữ không Khan? Not a pompano. Another one. Big one. Big one. Wow, big one. Ooh, my shit. Hey, hey. Ooh, shit. Oh, wow. Get it, Khan. Yeah. Change to a smaller way, Khan. A smaller nhỏ. Change it. They freak out. Okay. Lucky. Wow, con này bự nè. Bỏ ra, kéo liền. Like a heavy chick. Yeah. Hey, you go to kick the metal, Khan ơi. Tại vì ở đây nước nó chảy mạnh quá. Just second popper now. Nice. Trúng luôn. My dad got up. Yep. Papa now. Okay. Wow. A third one. Wow. Khan. Look. Không có cái lưới là bị giờ giọt mất rồi. Cha không có lưới là mất rồi. Vừa lên rồi ấy luôn á. Nó cắn cho hai lần sau dính. Không có lưới là bị giọt rồi. Okay. Ba con. Three pompano already. Yeah. Just what? Only 10-15 minutes. Nó hả? Nó ăn sớm lắm. Nó ăn ngay chỗ surfing nào. Mới kéo cái nữa. Oh man. Oh, my brother got another one. Thường là mình đi là mình quay câu kéo câu không giờ không có giờ để kéo luôn. Wow, big one. Coi chừng đó. Wow, cá này bự á. Big pompano. This side. Từ ông kéo. Yeah, chịu xuống à. Cái ổ của ông á nó chạy dữ quá. Ok. Not a one. Wow, trắng bao luôn. Má này trắng không hết à. Ừ. Ở dưới mình nó nhàn khè. Ừ. Cái chắc tôi tay đây biển đó. Cái ổ của thêm khóa cái ổ vô chút xíu. Phá rồi. Đù, má này mà nó mà ăn cái hút đồ hai con luôn á. Limit luôn á. Ừ.
Mới đây là 4 con rồi. Đâu cái nhỏ. Đâu hết đâu cái trắng đỏ, cái trắng ấy mà. This is the fourth pompano in 15 minutes. Fish can. Liền ra lại khanh, đi theo. Là con nặng lắm đấy. Móc tôm vô khanh. Móc tôm vô. No, I got it. I got it. Chim á, cá chim á. Thấy cái màn bự rồi. Móc tôm vô. Ăn hai lần. Try him second time. This is the fifth pompano. Big one. It's the fifth pompano. It's half an hour already and we got five pompano already. So today seems to be good. My dad got two, brother got three. My dad got another fish. Quá bự. Kịch nhẹ lắm. I don't feel anything luôn á. Yeah, thank you. Nó ăn chậm rồi, ăn dưới tàu luôn á. Be the beneath. Chưa giờ lên trên bờ không luôn lấy gì không có những bét lên rồi bét lắc đi không có câu cá biển câu rồi sao không tháp vào nào không có tàu trên bờ rồi dở lên dở lên quay dở lên quay nhà thì lắc thì mày thì lắc kì chi ủa nó hai ba cái ủa vậy tôi hút lại giật lại nó giúp nghe bên hông đó hè chỉ nó nặng đủ chứ ra miệng là kéo lên nước rồi yep. Có con gì đó con mấy cái tia cũng thấy không? Ờ bốc cái ngay không có luôn rồi. Vàng vàng nè. Cái cục đá gì đó. Bốc cái không này chỉ nặng cái mẹ luôn. Cái này con mấy cái tia đổi hay gì đó cô? Có gì đó rong hay gì vàng vàng đó? Không có. Ok. Thấy không? Kéo qua bên cha kìa. Bốc cái không này chỉ nặng quá kéo không nổi. Ồ ngay cái mẹ thịt bên không luôn. Nút cái loại á. Hey, chiên. Xong rồi kéo. Đây không bé. So far we got 8 pompano already and it's slowing down out here. So we're gonna head back inside to another drawing grid to see if any fish coming down that way.